Xin chào tất cả anh em thợ nhé. Cái video này mình làm là mục đích là hướng dẫn cho những anh em mà mới vào nghề nhé, để mà làm sao mà mình thay một cái ắc quy lên xe cho khách mà nó được cái độ bền đấy, nó cũng phải được cái độ bền, bét ra nó được 2 năm rưỡi 3 năm thì khách người ta cũng cảm thấy nó cũng vui vẻ hơn đấy, với cái chất lượng ắc quy đúng không ạ? Đấy, chứ nó mà nhanh chết quá thì thực tế là trong cái thâm khách hàng người ta cũng không được gọi là vui vẻ cho lắm đúng không ạ? Vậy thì với một cái ắc quy muốn bền thì hiển nhiên cái chất lượng ắc quy là mình cũng phải là quan tâm là hàng đầu rồi đúng không ạ? Đấy, chất lượng ắc quy. Hai là cái nguồn điện sạc nó phải tốt anh em nhé. Đấy, nguồn điện sạc nó phải tốt. Vậy thì nguồn sạc điện ở đây nó phải tốt là nó phải gì? Anh em phải dùng một con tiết chế nó phải chất lượng đúng không ạ? Đấy, phải chất lượng. Hai nữa là đường dây cũng như là cuộn điện phải phát ra đủ điện áp, đấy, không chập chạm chạm nát gì đấy thì nó mới đạt cái điện áp để sạc vào bình đúng không ạ? Đấy, hai nữa là các bạn phải cực kỳ lưu ý là con tiết chế nhé, hay anh em cứ gọi là con sạc đấy, là chất lượng phải tốt đấy. Cái bộ tiết chế là cực kỳ quan trọng luôn anh em nhé, bộ tiết chế chỉnh lưu cực kỳ quan trọng luôn, bởi vì nó góp phần vào cái việc mà ắc quy của mình thay cho khách có bền hay không. Đấy, mặc dù là mình thay bình ắc quy là rất là tốt đấy, thế nhưng mà nhiều anh em mình để ý rồi, lắp cho khách xong đến khi khách quay về chỗ mình thay thì mình nhìn trên ghi ở trên bình ắc quy này nó chỉ được khoảng cỡ năm, hơn năm một tẹo là nó chết thôi, mặc dù mình thấy là rất là tốt đấy, nó lại rất là dở như thế đấy. Cho nên là nhiều khi mà nếu mà anh em mà giải thích cái trường hợp này thì cũng nếu mà không nắm được là cũng hơi khó, bởi vì sao? Bởi vì trước khi khách hàng đến thay mình cũng bảo là cái loại bình này là rất tốt rồi, thế nhưng mà tại sao nó lại cứ gọi là nhanh hỏng theo cái kiểu giống như cái bình gọi là chất lượng vừa tầm chẳng hạn đấy. Cho nên là hôm nay cái video này mục đích là mình hướng dẫn cho những anh em gọi là chưa có kinh nghiệm nhá, còn những cái bác thợ già rồi thì có thể bỏ qua video này, cái bác kia quá nắm bắt được rồi đấy, mình hướng dẫn cho những anh em gọi là chưa nắm bắt được đấy, cái phương pháp làm sao để mà gì, một cái bình ắc quy chất lượng rồi nhưng mà làm sao mình thay đấy, để cho nó đạt được cái yêu cầu của mình là nó phải bền một chút đúng không ạ? Đấy, chứ không nó lại cháu hỏng quá thì cũng rất là khó giải thích ăn nói với lại khách hàng đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay nhân tiện là có một cái xe, con xe này là con Silos thường thôi đấy, vào thay ắc quy, thì con này nó là cái bình nước đấy. Ngày nay thì cái bình nước thì cũng ít thay rồi đấy, ít thay rồi, không còn thay mấy nữa, đa phần là anh em thay bình khô. Mấy này các hãng xe thì cũng đa phần là chuyển sang bình khô rồi đúng không ạ? Đấy, cái bình khô thì nó yên tâm hơn, bởi vì với những khách hàng không để ý thì nó cũng chả sao cả, bởi vì là bình nước thì phải khách hàng phải lưu tâm vấn đề đổ nước, thế nhưng mà bình khô thì khách hàng cứ chạy thôi, chạy đến lúc hỏng thì thôi đúng không ạ? Đấy, thì cái bình ắc quy vừa rồi là có hiện tượng là khách hàng cứ đi một tí thì đè được, thế xong mà đè 1-2 phát thì nó lại hết điện đúng không ạ? Đấy, hoặc là đè một lúc lâu đấy mà để lại là hết điện luôn đấy, bình nó còn không còn tích điện nữa rồi đấy, nhưng mà đạp nó nhá, đạp nó xong đi một đoạn thì lại để được đấy, anh em phải nhớ nhá, thì mình có thể là kết luận luôn là cái gì, cái mạch sạc của nó còn được đúng không ạ? Mạch sạc còn được nhưng mà mình không nên dám khẳng định là mạch sạc có tốt không đấy, bởi vì là sạc được nhưng mà ví dụ sạc quá áp thì sao đúng không ạ? Cho nên anh em phải kiểm tra nhá, cái mục đích cái video này lên là mình muốn hướng dẫn anh em phải khi lắp bình ắc quy là anh em phải kiểm tra nhá, xem là điện áp sạc như thế nào. Bởi vì làm sao, nếu mà một cái bình ắc quy của mình mà tốt, chất lượng tốt nhưng mà điện áp sạc bị cao quá thì rất nhanh hỏng ắc quy anh em nhé. Đấy, tại sao lý do là vì mình muốn nói là gì, anh em thay bình rất là tốt nhưng mà chỉ được 1 năm hoặc hơn 1 năm một tẹo đã chết rồi, bởi vì mình đo điện áp sạc quá cao nhé, lên 17-18 volt đấy. Có con thì đấy 16 volt 17 volt, nó cứ ở cái tầm đấy thì làm sao mà bình bền được đúng không ạ? Đấy, điện áp sạc tốt thì nó tầm 13.5 đến 14.5 volt nhé, có con đến tối đa đến 15 volt, thế thôi, quay trở lại không được hơn nữa nhé anh em nhé. Đấy, thì đây là mình đã lắp cái bình mới của mình rồi, mình bỏ ra rồi đấy, đấy. Thì bây giờ mình tiến hành kiểm tra xem điện áp sạc của mình có tốt không đúng không ạ? Thì anh em nếu mà nói là kiểm tra mà để chuẩn nhé thì anh em nên dùng một cái đồng hồ kỹ thuật số nhé, chứ anh em đừng dùng cái đồng hồ kim. Đồng hồ kim thì đo nhất là những cái con cảm biến của dòng xe full xăng điện tử ngày nay, anh em mà dùng đồng hồ kim thì anh em đo nó không chuẩn đâu nhé.
thì anh em nên là phải mua cho mình một cái đồng hồ kỹ thuật số. Còn tùy cái tài chính đấy của mỗi một anh em mà anh em có thể lựa chọn cho mình một cái đồng hồ kỹ thuật số chất lượng hoặc là một cái đồng hồ kỹ thuật số vừa tầm để phù hợp với công việc của anh em đấy nhá. Đấy là do cái sự lựa chọn của mỗi anh em, đúng không ạ? Hai là về vấn đề tài chính của mỗi anh em thợ, đúng không ạ? Chứ còn anh em thợ thì nói đúng ra là có người tài chính tốt thì người ta dùng những cái đồ nó tốt đấy, thế còn anh em tài chính yếu thì mình cứ mua cái vừa tầm để tùy theo nhá. Thì đấy là do lựa chọn của mỗi anh em đấy. Chứ còn ai mà chả cần, ai chả muốn dùng đồ tốt, đúng không ạ? Đấy, còn phải tài chính đấy chứ, đúng không? Đấy, thì đây, anh em nhé. Anh em bật cho mình về, tháo này đây. Anh em bật cho mình về nấc đo điện một chiều đi, nhé. Thì cái đồng hồ của mình vẫn nói rồi, nó là tự động nên là mình chả phải điều chỉnh gì cả. Mình cứ được về đo điện một chiều là điện một chiều thôi. Điện xoay chiều là điện xoay chiều. Đấy, đo điện trở là về nấc điện trở. Nó dễ lắm, nó chả phải điều chỉnh gì, cái thang đo gì nữa. Đấy. Còn anh em nếu mà dùng đồng hồ mà nó phải điều chỉnh nhá, thì anh em mình vặn về cho cái thang đo điện một chiều DC đấy, 20V nhá. Đấy thì để anh em đo đấy, đúng không ạ? Đấy thì bây giờ mình vặn về thang đo một chiều rồi đấy, thì anh em kẹp bình ắc quy vào đúng tiêu chuẩn đi. Đây, điện áp bình ắc quy đây anh em nhìn này, nó là 12,55V đúng không ạ? Thì anh em cho nổ máy đi. Đấy, đây, mình bấm để cho nổ máy nhá. Thì anh em xem cho là điện áp sạc nó được bao nhiêu, đúng không ạ? Anh em ga to lên đấy, xem điện áp sạc được bao nhiêu. Đấy, bây giờ con của mình đấy, điện đang sạc đây này. Đấy, 12,55V là điện áp bình. Đấy, bây giờ là 12V 80, 81, 82. Đấy, vậy thì mình kết luận là gì? Xe đang sạc. Thế nhưng mà đừng vội kết luận là sạc có tốt không, đúng không ạ? Bởi vì là sạc quá áp thì chẳng mấy là gì, điện dung dịch ở trong bình nó bị khô hết và nó sẽ rất là chóng chết bình, đúng không ạ? Bởi vì sạc quá điện áp thì là gì, bình sẽ quá nóng, đúng không ạ? Có trường hợp là bình bị phù tấm cực ra, đúng không ạ? Đấy, anh em nhìn chưa, hơn 13V đấy, 13V 11 đấy, mà mình ga to lên, đúng không ạ? Ga to lên anh em, nếu mà ấy, anh em ga nhanh to lên một tí nhá, đấy thì anh em nắm được là cái điện áp sạc nó bao nhiêu đấy. Anh em thấy chưa? Đấy, nó hơn 13V một chút. Đấy, 13V 19. Đấy, giờ để ra đăng tin nó là 13V 21 thì này anh em này. Vậy thì gì? Với mức anh em ga như thế mà điện áp nó chỉ hơn 13V một chút là quá tuyệt vời. Đấy. Thì mình có thể gì? Kết luận là gì? Cái con sạc này là quá tốt luôn. Đấy, ở trong cái mức gì? Sạc cho phép, đúng không ạ? Thì với cái dòng điện sạc này, đúng không ạ? Điện áp sạc quá tốt luôn. Đấy, anh em nhé. Chứ còn anh em nói đúng ra đo dòng nhé, đo ampe đấy. Thì với một cái bình no nó khác và với cái một cái bình nó bị đói điện thì cái dòng sạc nó khác nhé. Đấy, cái đấy thì cũng nói chung là khó hơn. Đấy, nó cũng nhiều khi đo nó không chuẩn lắm đâu. Anh em luôn đo cho mình luôn cái điện áp sạc này để nhanh nhất. Đấy nhá. Hai là gì? Anh em phải nhiều khi là xe mà khách hàng nói là hay bị hỏng bình, anh em phải kiểm tra mình cho mình ngay là cái gì? Cái quần thiết chế chỉnh lưu xem nó có tốt không nhá. Đấy, rồi là gì, có lắp thêm những cái thiết bị điện ngoại lai không, rồi là gì, công tắc đèn phanh có bị chập không nhá. Có những cái hiện tượng là gì, bình là hết rồi do công tắc đèn phanh này bị chập này anh em này. Đấy, hoặc là có những cái công tắc đèn phanh chân này này để là bị nông quá nhá anh em nhá, để nông quá thì bình thường thì mình lắp bình xong mình kiểm tra thì công tắc đèn phanh này không chập, đúng không ạ? Nhưng mà nhất là những cái dòng xe mà phụ nữ đi nhá, mình đã gặp rồi, cho nên anh em phải cảnh giác nhá. Công tắc đèn phanh đông quá là khẽ hơi chớm phanh này nè, là đèn phanh đã sáng suốt. Cho nên là phụ nữ thì có những người, người ta đi người ta lại cứ hơi nớm phanh như thế này, người ta cứ hơi nớm phanh này này, cho nên là trong quá trình đi là đèn phanh bị sáng anh em nhé. Cho nên là cứ bị hết bình đấy, có những anh em kiểm tra là không ra đâu đấy, cho nên là mình đã gặp thực tế rồi. Cho nên anh em phải gì, phải nới cái công tắc đèn phanh ra đấy, cho nó sâu lên một chút nhá. Để kể cả người ta có hơi tì phanh một tí thì nó cũng không sáng nhá, người ta phải dẫn phanh xuống nó mới sáng được nhá. Đấy, đấy là cũng là một cái kinh nghiệm đấy. Cho nên là có trường hợp là gì, anh em thay bình tốt rồi, kiểm tra tất cả mọi thứ vẫn tốt mà bình lại cứ đi một thời gian lại hết điện, không biết làm sao cả. Đấy thì mình phát hiện ra là gì, đấy mình nói lại luôn là nó là gì, cái công tắc đèn phanh để quá nông. Đấy, mà xe thì lại xe phụ nữ đi đấy, cho nên là trong quá trình đi là phụ nữ là người ta lại cứ hơi nớm phanh, cho nên là cuối cùng là cứ đốt hết điện ắc quy. Đấy, mà trong khi đó vào mình kiểm tra thì nó lại không chập chạp gì cả. Đấy, điện áp sạc tốt
bình tốt. Đấy, thì cuối cùng mình chỉ nới mỗi cái công tắc đèn phanh này ra thôi. Đấy, thì là hết hiện tượng. Đấy, đấy là cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho anh em nhé. Đấy, cho nên là anh em phải kiểm tra là gì, mình chỉ kiểm tra tổng tất cả những cái gì có thể liên quan đến tiêu điện áp của mình đi nhé. Đấy, còn cái điện áp đo dòng dò thì mình cũng có hướng dẫn anh em có một cái video đấy, đo dòng dò rồi. Đấy, thì anh em có thể quay lại xem những cái video của mình trước đó nhé. Đấy, thì hôm nay là mình cũng chia sẻ nhanh thôi về cái vấn đề là gì, lắp bình ắc quy. Đấy, muốn bền ngoài chất lượng ắc quy anh em phải gì, tiết chế phải tốt, đo điện áp anh em phải đo ngay cho mình điện áp, xem điện áp có bị vượt quá áp không nhé. Nếu không thì bình ắc quy của mình cũng rất nhanh hỏng đấy nhá. Mục đích là cái video này mình hướng tới những anh em gọi là chưa có kinh nghiệm nhá. Đấy, thế thôi, thì mình cũng xin tạm dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.